Xin chào đại gia đình, xin chào tất cả các quý khách cô chú anh chị em. Hôm nay là bán lô, bán xô, bán lỗ, bán xả luôn. 2, 4, 6, 8, 10 cái có 200 ngàn, cái chỉ có 20 ngàn. Quá xài rẻ luôn. Quý khách đừng ham rẻ mà bị nha. Em nói vậy là quý khách tự hiểu rồi nha. Cái này em đã thử rồi, nó không cầm hơi. Tức là giữ nước thì không xì lủng, nhưng mà nó không cầm nóng, không cầm lạnh nha. Lưu ý giùm em nha. Bán hết em bán lô, còn bán lẻ là phải 30 ngàn một con. Quý khách lựa con nào em bán con đó. Ủa, lựa bình nào em bán bình đó. Bự nhỏ 30 ngàn em đều bán hết. Lẻ là 30 ngàn, còn mua lô là 300 thì em bán 200. 10 con có 20 ngàn. Đựng nước, đựng rượu, đựng giấm, đựng đồ là ok. Không xì, không lủng ha. Rồi, giờ từ trái sang phải ha. Đây đó. Bởi vì mua lô đồ khổ lắm quý khách ơi, cho hơi sung sướng gì đâu. À, một cái. Có ai mà bán rẻ như em không? Em chấp nhận mà. Em chấp nhận là cái nào tốt em bán giá khác, không tốt em bán giá khác mà. Ron chỉ là ok ha. Nó không có mớp mà tại sao nó không giữ nhiệt em cũng không biết nữa. Con này cũng mềm. Quá rẻ mua giờ cho con cho cháu đựng nước đựng rượu, nói chung là đựng nước lọc độ ok, đựng nước lạnh cũng được mà nó không giữ nhiệt, không giữ lạnh á. Còn đẹp mà không thấy mớp méo chứ. Ok ha, con này thì đưa hai bi mớp cho này miếng. Rồi, em quá huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Ha, như con này quá trời đẹp luôn nè. Có 20 ngàn một cái ha. Quý khách nào mua chỗ nào mà được như chỗ này đâu. Chấp nhận. Ồ, con bự đẹp luôn nè, đó. Đẹp. Như con này còn cái nắp nữa nè. Không ta. Ủa này là sao đây? Ủa còn nắp không ta? Sao không còn, sao uống trời. À không phải gì là cái này gót ra thôi nghe quá. Không phải như cái bình kia. Chỉ gót ra thôi. Không, cái nắp đó không phải. Con này con đẹp đó nè. Nè con này nó có hai nắp nè. Quý khách lưu ý giùm em ha, chỗ khó giờ thứ nhất là trụng xà bông, thứ hai là rửa ổ trụng nước nóng rồi rửa xà bông giùm em nha. Nhiều khi nó để lâu nó móc nó ẩm á, uống được nước rồi nó không được tốt nha. Chỗ khó về trụng xà bông, rửa nước sạch, rửa nước này lại giùm em giùm. Như phần còn hơi nước á, nó còn kín hơi nè. Rồi em xin nhắc lại ha, 10 bảng này, 2, 4, 6, 8, 10 bảng này em bán giá công khai là 200 ngàn, chưa bao gồm phí ship. Quý khách nào không dự ý mua lẻ một cái 30 ngàn, một cái là 30 ngàn, ship 25 ngàn, hai cái cũng ship 25 ngàn. Một đống này thì em ship 30 ngàn ha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ sớm giùm em nha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939396480. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.